có suy nghĩ vì vườn trái cây này. Thì nói chung là nhìn cái vườn trái cây này thì nó có nảy sinh ý tưởng mà chắc cũng kiếm mảnh rồi gì trồng rau nuôi cá rồi trái cây rồi thôi sống. Chứ bây giờ cuộc sống bây giờ nó vất vả, bon chen thành phố cũng chán quá. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Ok. Cảm ơn chip nha. Bạn. Vườn của bạn động gì không bạn? Vườn của mình thì cũng không có động lắm, nói chung là cũng cỡ này. Vườn nhà mình thì không có trồng cái cây này được, vườn mình trồng cái khác. Trồng củ không hả? Trồng chuối rồi, chuối hả? Thanh niên Sài Gòn về đi thăm cầu sung sướng nữa các bạn. Chào các bạn đi bạn. Cảm giác ngồi cầu sung sướng sao bạn? Nói chung mình ngồi đây ở dưới cá nó ngó lên đã lắm. Ca lớn ngó xuống mấy con ca nhỏ ngó lên. What? What the fuck? Mát không bạn? Hả? À? Mát hơn. Hứng thú. Cảm giác hứng thú hơn ngồi. Nói chung là có cầu này dắt mua về thành phố để ở trong phòng đi ở xuống. Thiên nhiên quá. Con muốn thử không? Thôi nha, xin phép các bạn mình chùi rồi mình đứng lên nha.